Kênh ăn là TK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với vườn kiểng bonsai Xuân Thí, địa chỉ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn kiểng bonsai Xuân Thí. Chào Thư. Dạ em chào anh, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Em là TK Bonsai á. Hôm nay quay trở lại vườn kiểng Xuân Thí của em. Thì bên em chuyên cung cấp các tiểu cảnh cảnh cây bonsai theo phong cách ba miền Bắc Trung Nam ha cô chú anh chị. Cũng mong quý cô chú anh chị yêu mến và ủng hộ cho em ha. Liên hệ với em qua số điện thoại là 0967634263. Số đó em cũng dùng cho Zalo luôn nha cô chú anh chị. Cũng mong được sự yêu mến của quý cô chú anh chị ạ. Dạ đầu clip của em là một cây xanh Nam Điền ha. Cây này rất là quái cây đó cô chú anh chị ơi. Cây này hot lắm luôn á cô chú anh chị. Một cây xanh Nam Điền. Đây cái đường co lắc rất là quái cây luôn. Nhìn nó nhức mắt luôn. Chiều cao của cây là 39, tán ngang là 30. Em đo ngay cái vị trí củ tròn này ha cô chú anh chị. Các vị trí củ tròn này là 26 ha. Dạ. Cây xanh Nam Điền mã số 1 em giao lưu với mình 1.600.000, em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu cho mình luôn nha. Tiếp theo mã số 2 cũng là một cây xanh Nam Điền luôn đó cô chú anh chị. Cây này đường co lắc cũng quái cây lắm ha. Cây mỗi 1 mã 2 thì nó cũng tương tự nhau quý cô chú anh chị, mình có thể lấy chơi một cặp ha. Quý cô chú anh chị nào lấy một cặp thì em sẽ bớt tiền cho mình ha. Đây. Dạ, chiều cao của cây là 42, tán ngang là 37, hoành thân là được 14 ha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 2, cây xanh Nam Điền em giao lưu với mình 1.500.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu luôn ạ. Tiếp theo mã 3 ha cô chú anh chị, mã số 3 là một cây me. Cây me này, cái đường co chỗ này nó như là cột lại luôn đó cô chú anh chị, rất là khéo cây luôn. À, rất là quái luôn cô chú anh chị. Chiều cao của cây ha là 39, tán ngang của cây là 42. Em đo ngay cái nhánh nhỏ nhất ở trên này nha. Nhánh nhỏ ở trên này nó là được 8. Nguyên cái củ tròn ở dưới này ha. Củ tròn dưới này là 28 đó cô chú anh chị. Dạ mã số 3 cây me này em giao lưu với mình 1.500.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây này rất quái cây nha. Rồi em xin phép đổi cây à. Dạ tiếp theo mã số 4 ha cô chú anh chị. Mã số 4 là một cây sigo ha. Cây sigo dáng thú rất là quái cây luôn cô chú anh chị. Cây sigo thì quý cô chú anh chị mình biết rồi, nó có rất là nhiều vitamin ha. Trái nó như trái nho Mỹ đó, rất là đẹp luôn á. Mình làm nước sigo mình uống nó có nhiều vitamin lắm luôn á cô chú anh chị. Dạ chiều cao của cây là 30, tán ngang là 44, hoành nó là được 18 hết cô chú anh chị. Hoành 18. Nguyên cái bệ đế này để em đo cho mình xem ha. Đi chen con thú luôn. Rất là quái cây. Rồi nguyên cái bệ đế này em đo được 52 nha cô chú anh chị. 52. Rồi cây sigo mã số 4 này em giao lưu với mình 2 triệu đồng ha. 2 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 5 thì cũng là một cây sigo ha cô chú anh chị. Cây này thì cũng quái cây không thua gì cây kia ha. Hai cây này là một cặp. Thì quý cô chú anh chị nào mà lấy hai cây thì em lấy mình một cặp 3 triệu 8 thôi ha. Chiều cao là 34, tán ngang là 40, hoành em đo ngay cái co chỗ này ha là 19 ha cô chú anh chị. Em đo nguyên cái hoành đế dưới này là được 53 ha. Rồi cây này dáng thú cũng rất là quái luôn cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. Cây sigo mã số 5 em cũng giao lưu với mình 2 triệu, mình lấy hai cây thì em bớt mình 200 ngàn ha. Rồi tiếp theo mã số 6 là một cây lộc vừng của chú anh chị ơi, lộc vừng ôm đá. Lộc vừng ôm đá thì bên em rất là hot hàng ha. Đây. Rồi, em đo chiều cao ha. Cây này cũng quái lắm luôn đó cô chú anh chị.
Chiều cao của cây là 52. Tán ngang của nó là 50. Em đo cái hoành ở vị trí này ôm luôn cục đá ha cô chú anh chị là được 33 ha. Rồi, mã số 6 cây lộc vườn này em giao lưu với mình 1.800.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Lộc vườn ôm đá này rất là khéo cây ha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. Dạ tiếp theo ha cô chú anh chị, tiếp theo mã số 7 là một cây lộc vườn ôm đá nữa ha. Đây. Cây này với cây mã số 6 là một cặp ha quý cô chú anh chị, nào muốn chơi một cặp thì liên hệ với em ha. Em bớt tiền cho mình nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là 50. Tán ngang của nó là được 53 đó cô chú anh chị. Em đo nguyên cái hoành tròn ở chỗ này ha. Là được 36 cái vị trí này nha cô chú anh chị. Cái củ này rất là quái ở vị trí này luôn. Cái cây lộc vừng mã số 7 này em giao lưu với mình 2 triệu đồng ha. 2 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị bao gồm chậu luôn à. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ tiếp theo mã số 8 ha cô chú anh chị là một cây tùng La Hán ghép tùng kim cương ha. À, tùng kim cương giờ đang rất là hot ha cô chú anh chị. Cây này thì về quý cô chú anh chị em đã chỉnh sửa hết rồi. Thì về mình đợi mình ra tược già là mình chơi thôi ha. Dạ, chiều cao của cây là 35. Tán ngang nó cũng còn khiêm tốn, nó khoảng 24 nữa ha. Hoành em đo vị trí này ha cô chú anh chị. Vị trí này em đo được 22 ha. Rồi, tùng La Hán mã số 8 em giao lưu với mình là 1 triệu 9 ha. 1 triệu 9 em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho cô chú anh chị mình luôn ạ. À. Tiếp theo, mã số 9 cũng là một cây tùng La Hán ghép tùng kim cương ha. Dạ, mã số 9 là một cây tùng La Hán ghép tùng kim cương. Đây. Cây này cũng rất là quái cây luôn đó cô chú anh chị. Nhìn nó y chang dáng thú, cái chân nó bỏ gần trước luôn nè. Rồi. Chiều cao là 35. Tán ngang của nó là được 37. Hoành thân em đo vị trí này ha. Em đo vị trí này được 18 ha cô chú anh chị. Chiều dài có con thú nằm là được khoảng 16 đó cô chú anh chị. Rồi. Mã số 9. Cây tùng kim La Hán ghép tùng kim cương này em giao lưu với mình 2 triệu đồng em bao ship ha. Quý cô chú nào lấy hai, quý cô chú anh chị nào lấy hai cây thì em bớt tiền cho mình nha. Rồi em xin phép đổi cây luôn. Dạ tiếp theo, mã số 10 ha. Mã số 10 là một cây cốc ủa mà em xin lỗi, một cây ổi tàu. Em nói em nó lộn, em nhìn qua cốc em nhớ cốc. Một cây ổi tàu mã số 10 ha cô chú anh chị. Cây này đường co lắc thân cũng quái lắm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi chiều cao của cây là 31. Tán ngang là 38. Hoành thân là 10. Rồi, cây ổi tàu mã số 10 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 1.500.000 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho cô chú anh chị mình luôn ạ. À. Cây rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo mã số 12. Ủa mã số 11, em xin lỗi. Mã số 11 cũng là một cây ổi tàu ha. Này với đó là cũng là một cặp. Quý cô chú anh chị nào muốn lấy một cặp chơi thì liên hệ với em ha. Quý cô chú anh chị nào mà có chậu rồi mà không muốn lấy chậu thì cũng cứ liên hệ với Zalo với em để mà em trừ tiền chậu lại cho mình nha cô chú anh chị. 38 là chiều cao. Tán ngang là 39. Hoành thân là 12. Cây này đường co lắc dễ thương lắm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 11. Cây ổi tàu này em giao lưu với mình là 1 triệu tư ha. 1 triệu tư em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn à. Dạ tiếp theo, mã số 12 là một cây cốc rừng. Đường co lắc rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, rất là khéo cây luôn ha. Em xin phép đo ha. Cái này thì nó hơi xéo xéo gì thì em đo hơi xéo xéo cho cô chú anh chị. Từ cái củ thân ở dưới này lên cái đọt cái vị trí gì là 44 cô chú anh chị. Hoành thì em đo phía trên này ha. Ngay vị trí này thì em đo được 13. Cái vòng tròn lớn ngay vị trí này em đo được 32 lần đó cô chú anh chị. Cây này rất là quái, rất là khéo cây luôn cô chú anh chị. Rồi, mã số 12, cây cốc gừng này em giao lưu với mình 1.500.000. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu, với cô chú anh chị nào không lấy chậu thì cứ liên hệ với em ha. Rồi, liên hệ với em qua số điện thoại 0967634263 để được chốt hàng nha cô chú anh chị.
Rồi em xin phép đổi cây luôn hả? Dạ, tiếp theo mã số 13 là một cây linh sam hết quý cô chú anh chị. Cây này rất là già cây luôn cô chú anh chị ơi, nhìn cái thân đó nè. Lên sần sùi hết trơn luôn. Đường dâm thì khích gịch luôn ha, ấm đàn luôn ha cô chú anh chị. Dáng thân co lắc rất là khéo, cây bay bay rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em xin phép đo ha. Dạ, từ thân ra tới đọt chiều bay của nó là 59. Tán ngang của nó là 54. Hoành thân của nó là 21 ha cô chú anh chị. Em đo nguyên củ vị trí này là được 31 ha. Rồi, cây linh sam mã số 13 này em giao lưu với mình 1.700.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây này rất là quái, rất là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Và tiếp theo, mã số 14 ha cô chú anh chị, cũng là một cây linh sam. Này với mã 13 là một cặp ha quý cô chú anh chị, nào lấy một cặp thì liên hệ với em bớt tiền cho mình nha cô chú anh chị. Rồi. Nó cũng già, đường co lắc uốn lượn cũng khéo cây lắm luôn cô chú anh chị ơi. Từ thân ra đọt. Cây này là 44. Tán ngang của nó được 47. Hoành thân là được 19 ha cô chú anh chị. Rồi. Cây mã số 14 cây linh sam này em giao lưu với mình 1.600.000 ha. Rồi. Tiếp theo mã số 15 cô chú anh chị ơi. Cây này là một cây thần kỳ cô chú anh chị. Trước giờ quý cô chú anh chị có nghe cây thần kỳ chưa? Cây này ăn vô là nó có nhiều điều đặc biệt lắm luôn cô chú anh chị. Ăn vô là mình ăn trái này vô xong mình ăn trái chanh như ăn trái quýt đường á, ngọt bất ngờ luôn. Dạ cái đế nó cũng quái cây lắm ha cô chú anh chị. Cây này thì em mới vừa thu hoạch xong một cây trái rồi thì em đang nó đang cho ra bông ra trái mới á cô chú anh chị. Đâu rồi, cái nhánh bông nó đâu ta? Nè, nó bông nè. Đây nè cô chú anh chị, nó chuẩn bị cho một cây trái mới ha. Trái thần kỳ này ngày xưa nó hot một thời, một trái bán mấy chục ngàn đó cô chú anh chị. Nó đánh lừa vị giác của mình á. Ăn trái chanh nó vẫn ngọt luôn á cô chú anh chị. Ai mà làm YouTuber ăn được chua là ăn trái này vô là không biết chua là gì luôn. Dạ, chiều cao của cây là 59. Tán ngang của nó là 77 ha. Hoành thân em đo nguyên cái cụm hai cây gì nha cô chú anh chị. Dạ là được 12 ha. Ủa 12 ha cô chú anh chị. Rồi, cây thần kỳ mã số 15 em giao lưu với mình 1.500.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu ha. Cây thần kỳ này hot lắm luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, em xin phép đổi cây ạ. Dạ. Tiếp theo ha cô chú anh chị. Tiếp theo là một cây lộc vừng. À, cây này khéo cây lắm cô chú anh chị ơi. Cái thân co lắc của nó nè. Rất là quái luôn ha. Rồi. Dạ, chiều cao của cây là 40. Tán ngang của nó là 46. Hoành em đo vị trí này ha là được 13. Nguyên cái củ tròn này là được 43 ha cô chú anh chị. Dạ. Cây lộc vừng mã số 16 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 1 triệu thôi ha. 1 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho mình luôn ạ. Dạ tiếp theo ha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo mã số 17 là một cây cần thăng. Cần cù thăng tiến ha. Dạ, cây này thì cũng già cây lắm luôn quý cô chú anh chị. Cái thân nó đây nè, rất là già luôn. Để cho một cái tiểu cảnh rất là đẹp ha cô chú anh chị. Tiểu cảnh này mình có thể nuôi cá ở đây nè cô chú anh chị. Đá này thì em lấy từ Lạng Sơn về ha. Nó rất là có giá trị chứ không phải xi măng ha. Dạ, chiều cao của cây là 32. Tán ngang là 44. Hoành thân ở vị trí cổ này là 13. Nguyên cái thân của nó vị trí này là 33 ha cô chú anh chị. Dạ, bao gồm tiểu cảnh thì em giao lưu với mình cây này 1.600.000 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm tiểu cảnh luôn quý cô chú anh chị. Nào mà không lấy tiểu cảnh thì cứ liên hệ với em để tụi em trừ tiền ra cho mình ha. Rồi. Dạ tiếp theo, mã số 18 là một cây vối quý cô chú anh chị ơi. Vối thì quý cô chú anh chị mình chơi cây kiển thì biết rồi ha, nó có rất là nhiều vị thuốc luôn, mình có thể châm trà uống hàng ngày ha cô chú anh chị. Uống thay trà nó rất là có vị thuốc, mình có thể chữa được bệnh như là cao huyết áp hay là mỡ máu này kia cô chú anh chị. Dạ chiều cao của cây là 46, tán ngang là 44. Hoành em đo vị trí này ha, em đo nguyên cái cụm gì đi là được 13 đó cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 18 em giao lưu với mình 900.000. 900.000 em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn ha.
Rồi em xin phép đổi ạ. Dạ, tiếp theo mã số 19 ha cô chú anh chị, là một cây si nhật ha, được gọi là cây da nhật. Cây này đang cho trái rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị, trái quanh năm luôn cô chú anh chị ơi, rất là đẹp ha. Cây này rất là quái cây luôn á cô chú anh chị, đường co lắc dưới này rất là khéo ha. Em đo ha, chiều cao của cây này là 23, tán ngang của nó là 36, hoành thân của nó là được 10 ha cô chú anh chị. Cây này rất là quái luôn, ôi cây trái rất là nhiều luôn, rất là dễ thương cô chú anh chị. Rồi mã số 19 cây si nhật này em giao lưu với mình 800 ngàn ha, 800 ngàn em bao ship toàn quốc bao gồm chậu ha. Tiếp theo cây này cũng là cây si nhật cô chú anh chị, mã số 20 đang để vô một cái chum cổ rất là dễ thương ha. Đây rất là quái luôn nè cô chú anh chị, cô chú anh chị thấy cái thân không? Nó nhỏ nhưng mà nó rất là quái, rất là già đó. Rồi chiều cao của cây là được 19, tán ngang là 31, hoành thân của nó được 8 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 20 này em cũng giao lưu với mình 800 ngàn luôn ha, 800 ngàn em cũng bao ship cho mình bao gồm mấy chum đó luôn ha. Dạ tiếp theo mã số 21 là một cặp nha cô chú anh chị. Cái này là linh sam ha, linh sam ươm từ hộp lên ha cô chú anh chị, rất là hiếm hàng ha. Này thì em bán một cặp nha cô chú anh chị, à, mã số 21 một cặp linh sam ha, ươm từ hộp lên nè. Rất là dễ thương luôn, đường co lắc rất là quái cây luôn đó cô chú anh chị, rất là khéo luôn ha, rất là già luôn. Đây cây rất là già, rất là quái luôn, đường co lắc rất là khéo cây ha. Đây, cái co nó lắc rất là khéo luôn đó cô chú anh chị. À, cặp 21 này thì em giao một cặp hết, tại vì bán một cây thì phí chi phí nó nhiều quá, em không có bán hết cô chú anh chị. Dạ chiều cao là 24, tán ngang cây này là 34, hoành em đo nguyên cái cục này ha, nguyên cái co chỗ này là 13, cây bên này là chiều cao nó là 29 ha, tán ngang của nó là 31 luôn, nguyên cái củ tròn này nó cũng 12 ha cô chú anh chị. Rồi một cặp 21 cây linh sam này em giao lưu với mình 1,5 triệu hai cây ha, 1,5 triệu thì em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi em xin phép đổi ạ. À, tiếp theo ha cô chú anh chị, tiếp theo là mã số 23 là một cây cốc gừng ha. Cây này rất là già cây luôn rồi cô chú anh chị ơi, rất là quái ha, nhìn nó như là nửa hình trái tim vậy đó. Rồi chiều dài của cái cây cốc từ thân trên xuống thân dưới là 22 ha, hoành em đo vị trí này ha cô chú anh chị, cái này thì là được 19. Rồi cây cốc gừng em đang để trong một cái chum cổ rất là dễ thương ha, mã số 23 em giao lưu với mình 700 ngàn, 700 ngàn em bao ship toàn quốc bao gồm chậu luôn ạ. Tiếp theo ạ, tiếp theo là mã 24 cũng là một cây cốc gừng. Cây này thì đường co lắc cũng quái lắm cô chú anh chị, cốc thì cây nào cái nấy nó cũng rất là quái ha. Và chiều cao tới cái đọt này hai cô chú anh chị là chiều cao được 49. Cây này em đâu hoành luôn đi, hoành nó được 11 ha cô chú anh chị. Dạ hoành vị trí này được 11. Cây cốc gừng này đường co lắc cũng quái lắm luôn cô chú anh chị. Dạ mã 24 cây cốc gừng này em giao lưu với mình 800 ngàn ha, 800 ngàn em cũng bao ship bao chậu cho cô chú anh chị mình luôn. Dạ tiếp theo là mã 25, mã 25. Rồi mã 25 cũng là một cây cốc gừng để trong một cái chum cắt rất là nghệ thuật nè cô chú anh chị. Rồi em đo chiều dài ha, từ thân ra tới đọt ha cô chú anh chị là được 35 ha, hoành em đo vị trí này nha, vị trí nhỏ này thì được 10 ha cô chú anh chị. Rồi cây này thì em giao lưu với mình 700 thôi ha, 700. Và ba cây cốc gừng mã số 23, 24, 25. À, quý cô chú anh chị nào lấy hết em tính mình 2 triệu tới ha, 2 triệu em bao ship 3 cây luôn ha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Dạ tiếp theo là mã 26 ha cô chú anh chị, là một cây mai quấn ha.
gốc tứ quý, ghép mai quắn quý cô chú anh chơi, nó rủ xuống rất là dễ thương ha. Cây này nó nhỏ nhưng mà ghép già mùa ha, nó liền cái chột ghép ở chỗ này luôn đó cô chú anh chị. Cái đế nhìn nó rất là quái luôn nè cô chú anh chị. À, rất là dễ thương, giống như một cô gái mà tóc rủ, tóc quắn nha. Cây này nút nụ rất là nhiều luôn đó cô chú anh chị. Tết nay là chắc chắn ra một cây bông màu vàng rất là đẹp luôn. Dạ chiều cao là 30. Tán ngang của nó từ đây qua là được 27 ha. Hoành của nó là được 6 đó cô chú anh chị. À, nút nụ kim của nó nhiều lắm nè cô chú anh chị. Tết là cây này ra nhóc chân bông luôn, cô chú anh chị yên tâm ha. Rất là dễ thương luôn. Rồi, cây bên này thì em đo cho mình ha. Chiều cao cây này là 39. Tán ngang là 29. Hoành thân được 6 ha. Em quay cho quý cô chú anh chị mình xem ha. À, đế nó quái lắm ha cô chú anh chị. Nút nụ kim rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị. Một nhánh mà bao nhiêu nút nụ là ra đầy một cây bông luôn. Rất là đẹp, may quắn rất là đẹp ha. Rồi, cặp 26 này em giao lưu với mình hai cây này giá 1 triệu em bao ship bao chậu cho mình luôn nha. Rồi, tiếp theo mã số 27. Cũng là một cây mai quắn lớn ha. Cây này thì gốc mai vàng ghép nha, đường co lắc uốn lượn cũng khéo cây lắm ha cô chú anh chị. Em quay cho quý cô chú anh chị mình xem một vòng nha. Nút nụ kim của nó rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Đây. Nụ kim nhỏ nhưng mà rất là nhiều. Chiều cao của cây là 64. Tán ngang của nó được 37. Hoành em đo vị trí này được 16 ha. Rồi cây mai quắn này em giao lưu với mình 1.500.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho mình ạ. À. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo mã 28 nha cô chú anh chị là một cây sung nếp ha. Cây này đường co lắc uốn lượn rất là quái cây luôn cô chú anh chị ơi. Chuỗi trái của nó rất là nhiều luôn đó cô chú anh chị. Một chuỗi trái là nó ra được mấy trái luôn ha. Cây của em chuỗi trái rất là nhiều thì quý cô chú anh chị mình yên tâm sẽ lúc nào cũng sẽ có trái ha. Mấy trái non nó ra nhiều lắm luôn đó cô chú anh chị. Chuỗi trái rất là nhiều. Quý cô chú anh chị mình đó đừng có ngắt mấy cái chuỗi trái này nha. Để cho nó dễ ra trái ha. Và chiều cao của nó là 48. Tán ngang của nó là 52. Hoành em đo vị trí ngay này là 19 ha. Em đo nguyên cái củ tròn này là được 38 nha cô chú anh chị. Cây sung nếp mã số 28 này em giao lưu với mình 1.700.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đây. Đường co lắc rất là khéo luôn cô chú anh chị ơi. Và tiếp theo mã số 29 cũng là một cây sung nếp ha cô chú anh chị. Dán này thì nó bay bay. Nó cũng co lắc uốn lượn luôn cô chú anh chị ơi. Sung bên em về bán không đủ luôn á cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào clip rồi mà muốn mua sung mà hết á thì mình tham khảo clip này em ha. Và chiều cao là 37. Tán ngang là 65. Hoành em đo vị trí này là 22. Nguyên cái củ tròn này em đo được là 42 ha cô chú anh chị. Cây này chuỗi trái cũng rất là nhiều luôn. Đường co lắc cũng khéo cây lắm ha cô chú anh chị. Đây chuỗi trái nhóc hết trơn luôn. Rồi cây này thì em giao lưu với mình 1.800.000, em cũng bao ship bao chậu cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 30 là một cây ổi cô chú anh chị ơi. Cây ổi này đường co lắc khéo lắm luôn cô chú anh chị. Da láng mịn không có sần sùi gì hết ha. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Đây. Rồi. Và chiều cao của cây ổi này là 45. Tán ngang của nó là 57 ha. Em đo hoành vị trí này ha cô chú anh chị. Dạ hoành là được 11 hơn ha. Dạ cây ổi này là ổi lê ha. Em giao lưu với mình 2.500.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ mã số 30 cây ổi lê này thì cũng là cây cuối clip của em luôn. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem đến hết clip ha. Em chúc quý cô chú anh chị mình có nhiều sức khỏe, xem clip vui và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở clip sau nha. Liên hệ với em qua số điện thoại là 0967634263 để chị Xuân chốt hàng cho mình nha cô chú anh chị. Tạm biệt ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với vườn kiểng bonsai Xuân Thí để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.